Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Cô xin, cô xin. Hey, nghi nè, nghi nè, chào mọi người nè, nghi ơi. Nè, công tiền nè, công tiền nó bị bệnh rồi. Rồi bà ngoại nè. Ngoại đang làm như cà na. Cô bay đâu? Ở dì Tư đó, đó. Chuẩn bị làm cà na để gửi lên Sài Gòn. Và có một bạn Nina ở bên Canada. Ngoại có một bạn Nina ở bên Canada. Họ ủng hộ ngoại 20 hộp. Và cái bạn Nina này muốn là sắp tới về Việt Nam rồi qua đây chơi. Đó, ngoại bán lấy tiền để đóng tiền điện. Mà chỉ mua 20 hộp này là chỉ không có ăn, không có gửi về bển, nhưng mà chỉ nói là kêu con muốn tặng cho ai thì tặng. Nina ở bên Canada. Đây là cái này là mọi người nói vui nha, nghe cả nhà. Tại vì cái chữ Nana nó giống như cái tên của bạn Nina, cho nên mọi người ở nhà nói gấp, nói vui thôi, không có gì hết. Dạ. Rồi, xin mời cả nhà ăn cơm nha. Xin mời cả nhà ăn cơm cùng với lại gia đình. Đây, bà ngoại dì Tư này nè. Chào thầy, là mình đang ăn cơm sáng rồi. Cả nhà ơi, quý vị khán giả ơi, ăn cơm với mình. Rồi. Đây, hai thành viên luôn luôn xuất hiện trên video của Nhật. Công Tiền, Thảo Nghi. Còn đây, Nhã Chân. Rồi, quay giới thiệu bà Góc đi. Ngồi kìa, ngồi đâu, có ngồi đâu. Cơm đi. Nè, mẹ nè. Mời cả nhà ăn cơm. Ủa sao bộ đồ này giống như hôm qua đi xuống dưới kia nên làm bệnh phải không? Không phải. Vậy hả? Thịt kho rượu đó quý vị khán giả, mà giờ còn thịt không, mà hết nước rồi quý vị. Bây giờ có hát không? Dạ, ăn cá chiên rồi. Mời quý vị khán giả. Rồi, mời cả nhà ăn cơm luôn. Cơm quê hương đồng quê chỉ có vậy thôi. Đây. Cá lóc chiên, chả xào đậu, cá lóc kho khô tiêu. Ai chiên cá lóc vậy? Ai chiên cá lóc vậy mọi người? À, dạ. Nhà này là quanh năm suốt tháng ăn đồ chiên là chuyên gia luôn á. Dạ. Dạ. Màu đỏ, màu xanh, màu đen. Còn hồ phải là hồ cay thì ra ăn cái này. Không có gì, món cá cộng mà món cá ngoài nè. Ở dưới quê là đa phần là thành viên trong nhà rất là đông luôn cả nhà, cho nên là ăn là mình dọn đại trước sân thì mình ăn luôn trước sân nhà.
hành lang nhà đó, 2, 4, 6, 7 người, 7 thành viên trong nhà, nó nhiêu đồ ăn. Bà mẹ này nè, bà chuyên gia là ăn đồ chiên đó, đồ chiên xào là chuyên gia. Chiều nay có một thành viên nữa về, ở sáng mai 8 giờ sáng có một thành viên nữa, bà ba vlog về. Bà ba vlog từ phi trường Vũng Tàu về tới quê. Bởi vì nhiều khi người ta quay vlog. Dạ. Uống tiền ăn cơm được hả? Ăn đỡ. À, tổng cộng là bà ngoại bán được 30 hũ cana mới đăng có tối thôi, tới sáng nay mọi người ủng hộ quá trời. Mà cảm ơn bạn Nina ở bên Canada đã ủng hộ bà ngoại 20 phần cana. Con tưởng nó là 20 phần đó là gửi qua bên Canada đóng thùng gửi đi. Nhưng mà bạn ấy nhắn tin là nói là thôi 20 phần đó là kêu con tặng cho những bà con, cô chú, anh chị nào mà họ muốn ăn á, mình tặng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. Mà vài tháng nữa cô ấy như về Việt Nam á. Về Việt Nam à? Dạ. Chắc bỏ qua Tết rồi, tháng 1 rồi qua Tết rồi. Nè, à, làm lại đi rồi mình thành viên nè. Hôm nay có 3 thành viên nè. Hôm bữa không có thành viên áo cam là công tiền. Là cô Nina lì xì cho mỗi đứa. Vậy. Rồi 50 đô vừa đưa tiền xong là bệnh luôn. Ba ngày nay luôn cô. Không cho tiền giảm một quá trời. Mừng quá. Mừng quá ở bệnh luôn. Ở Nghi nè. Hôm qua chị Nina chỉ hỏi là em mà đứa nào mà dễ thương, không biết là nói khen Nhí hay là khen Nghi. Ở đứa nào mà dễ thương quá. Không, lúc nào qua thì nó có xuất hiện đâu. Đúng rồi, bữa đó cậu ba bệnh. Rồi nè, Trân cảm ơn đi. Cảm ơn sao cô? Trời ơi, nhà dạy biểu quá trời luôn á. Nít gì mà 13, 14 tuổi rồi tự nói nha, 21 tự nói nha. Dạy không à, ở dưới quê thì mấy đứa nít nó vậy đó cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bữa nào dẫn dí thì ăn cơm làm thế ăn tô rồi hủ tiếu mình sáng thì chắc ăn hết rồi. Nhiều lắm anh là không, hồi sáng con mua tô hủ tiếu ăn rồi. Có tô hủ tiếu với cái đùi gà. Hầm xong rồi không rửa đúng không? Mới mốt á, ăn rồi á, làm cái gì rồi là phải rửa, phải dẹp hết cái người ta, chứ không có lên để đó. Công chuyện của ai để làm, chứ không phải mà để đó rồi đợi người khác. Người khác người ta cũng có công chuyện hết trơn, không phải như mình chỉ trách nhiệm mình ăn thôi, mà mình không dẹp được cái chỗ của mình ăn nữa là không, mới mốt. Mày nghe mày tự nói không chân? Nghe rồi con có làm theo không? Cái nồi hâm đồ ăn của mình ăn trong biển đó mà mình không rửa, rồi để ai? Chứ để bà ngoại hả? Chứ để ai? Đang bảo gì nữa? Thôi ơi là coi kìa. Thôi ơi là coi, bà bảy là bà bảy một gái bà. Em ăn cái cá cá ở trên gió mà bà hút mình hỏi chú mây mua cơm con ăn cá cá mà nhưng mà bảo hết ngọng bây giờ mà bữa nói chuyện với con mấy lần ta thấy đâu ngọng gì đâu sửa dữ lắm luôn đó, chịu hỏi dữ lắm luôn đó à. Nói chuyện mà nói là nó cũng còn anh sửa nhưng mà nó cũng còn nhắc lại mà kêu bà ngoại kêu bà mày đi ngủ coi chưa làm gì ngồi đi hoài á xô hết cái đó ngoại nhắc ơi ngoại kìa ai nhá 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 nó bữa hở nó vừa bịt mất nữa. Đang quay video. Đang ăn cơm. Trời ơi, hết cơm thì con phải tự chạy qua con lấy chân. Hai đang ngồi nghe kể câu chuyện xa xưa quá trân. Mời cả nhà ăn cơm chung với gia đình của Nhật nha. Mình ở là quê cái mình ăn cơm chỉ là mình ăn cái ráng mình ăn bằng đồng tiền mình ăn mũ đứng gì đó có ngơi chơi rồi khi chị có không ăn cũng ăn nổi luôn chơi tối nha tối không được. Bây giờ làm như là 12 mấy một giờ rồi đó. Làm như ăn mũ đứng chị Tư ở bển chị Tư cũng làm công chuyện rồi á ở ngoài chợ đi vô gọi là 10 giờ buông ra ha làm công chuyện sắp bắn ra ba rồi nó ra gọi là 1 giờ. Mình ra làm 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, mấy giờ đó là 1 giờ cao điểm. 1 giờ rưỡi, 3 giờ đó luôn. 1 giờ, 3, 4. Cái chả này ngon nè, chả này ăn ngon. Chả hoa sen á mẹ. Không nổi. Cái gì cũng để nó dai. Là tỏi, miếng đồ lại cho nó ngon rồi. Cho nó vàng lên rồi mình để đậu mình vô để là
Giờ con không tập trung ta, con không đam mê. Còn nó giả sơn ăn không muốn làm. Còn đưa bánh vô nước rồi lấy bánh ra. Con vừa mới làm biết làm hết trơn luôn. Cắt bánh rồi quét bơ với sữa. Nó là làm muốn làm mình bình ơn luôn luôn. Đi đi cả bánh biết làm tên luôn. Là nó hay vậy luôn đó. Nó sáng lý đã hay vậy luôn. Dạ mau bổ. Ớt lỏ hay luôn con. Thì ăn dược. Nó mầm hoài mà nó không làm. Bánh tới trong đồ rồi ha, đang ngồi lùi hết trơn, đang thu lùi hết trơn luôn, nước la là chứ nó không mở cửa được. Mà mình nấu ngoài chợ mình lên bán mà mình đâu chăm chút tới cái nó đâu, nó trong này chậm chỗ là làm dữ vậy. Kìa có nghe đâu. Mà bánh mì nó bị khét. Nó quá 1-2 phút là bắt đầu là 1-2 giây gì đó là bắt đầu tự động nó đi dây. Nước có mấy phút à? Nước mở ra hả? Không.
cứng quá, nó kiểu như là đó là chưa tiếp xúc á, chưa tiếp xúc tới cái chỗ đó nên chưa có biết là nó làm như thế nào nên không có biết. Bữa lúc bé này nó qua mấy chân đi qua bánh làm bánh mì tự làm được không? Có làm được gì không? Có làm bữa nào? Có đi ra rồi bắt bánh cóc, bánh nhỏ 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 này nè, như ngón tay gì nè. Làm được có một bữa không? Không làm được. Sao làm? Sao kiểu làm được? Nó ra nó làm, nó có làm nó ra nó lại sắp được có một bữa. Coi như là nhiều 2 tháng hả? Chê 2 tháng mà làm được có 2 bữa à, mà ra làm chưa trọn vẹn được hết một cái bánh cóc. Một cái bánh cóc chưa được 10 phút. Không làm. Tại nó không thích làm. Rồi ăn thôi hả? Dạ nó nói trên video là biến luôn vậy. Rồi biết. Rồi hai biết luôn là làm biến móc phải chỉnh lên được. Móc phải chỉnh. Đó là sự thật mà đâu hay nó quen đâu. Không có gì đâu. Ngủ gì ai vậy? Trong qua là làm suốt luôn, làm có làm suốt luôn. Rồi bắt đi bán luôn. Hướng dẫn cho nó đi bán luôn không? Ừ, hướng dẫn cho nó đi bán luôn mà. Nó nói chuyện mình không nghe, đứng kế bên nói chuyện mình không nghe luôn. Hả hả hoài luôn mà. Cuối cùng mình đi nói chuyện bán, hỏi người bán sao nói chuyện mình nghe. Con cũng nói chuyện lớn mà con cũng mời dữ lắm luôn mà. Người ta cũng khen con dữ lắm. Bảo hả? Khi mắt người ta khen con ha là dẻo miệng ha. Vừa cười có duyên. Đúng rồi, dẻo phe dữ lắm. Ghiêm vô nó móc giỏi không nhí nè. Ừ, dẻo phe dữ lắm. Mà ngặt con cá kìa. Thôi xôn má hồng ha, vừa bắt đầu ha, cài nơ, cài bọng ha, nơ đỏ, nơ trắng gì ha, trời ơi, làm như có bóng gì ha. Mà mình nói hoài nó không chỉ thôi, nó thôi, con làm bình thường thôi, con đừng có làm nơ, bọng gì cũng làm quá trời. Làm gì cũng chết. Xịt tin mà, thời chính ít á, tham màu xanh màu tím sen, quên con mắt màu màu gì? Một đẹp màu xanh là lọt chuối đó. Hôm kia ông kia nói trên đây vùng quê nha, không có nghiệp đó. Những đứa gì mới tội nghiệp đó, còn những đứa mới dụng giống như là đây cáo nhật nè mọi người. Mới thành thị đó gần chợ nè. Nhưng mà tại 13, 14 tuổi rất là lì. Nhưng mà nói thì nghe đó, nhưng mà nghe xong không biết có làm hay không á. Mà nói hoài nó lì lắm, 13, 14 tuổi. Còn cũng một đứa em con của một cậu Sáu nữa. Mà cũng 13, 14 tuổi nữa. Nhưng mà lại khác nói thì nghe. Nói nghe lời dễ thương. Bọn này còn cô này sống gần chợ còn ly quá trời không vui vẻ không quào nha. Cười coi cười lên cậu hai đẹp đẹp lên mà cậu hai quay clip cả ngàn người coi, cả ngàn người coi con á. Cô ta xem nhiều đó. Nó có ba nó làm gì đâu. Cái bánh kia bán được bao nhiêu ổ vậy tự? Không biết nữa. Bán đủ đồ lắm. Bánh trái rồi chả rồi nem nướng rồi chả rồi bánh rồi cái gì mình cũng cho con ăn nó mua chắc đầy đàn đầy đóng chưa? Rồi tự nói về là con đi làm người ta khen lắm ha, tự nói gì đó. Ừ, trời ơi con bán nó con mời dữ lắm luôn, ra tới mà đường lộ mời ra luôn mà ta cũng khen con nó nói bán nhỏ này cũng mới bán nó dễ không vậy? À, nó mời rồi nó mua được cũng mất mua. Này cũng mời dữ lắm. Nói là con bán là con ở nhà con nói chuyện là con Tư không nghe rồi giờ con đi bán con nói chuyện người ta nghe không mà tao mua vậy. Giờ ở nhà con nói gì chứ con đi bán thôi con mời con nói chuyện lớn lên chứ con không nói gì đâu. Về nhà cũng phải nói gì chứ. Nói con Tư không nghe rồi sao tao có nghe gì đâu. Này cũng mời dữ lắm nha. Cảm ơn chị nha, cảm ơn cô. Hàng này cũng mời nữa. Mình ở cái bên mình hả chết mẹ luôn vậy đó. Mà hả nói gì kiếm. Nói gì ra. Mình hỏi chừng 3 tiếng vậy đó mình cũng nghe mới nghe được là nó nói gì. Khi bà Tư kể gì một cái câu chuyện vậy đó thì giống như mình nhỏ mình phải lắng nghe, khi mình nghe xong rồi bạn của mình nghiệm là bản thân mình có giống vậy không, ví dụ đó ha, bản thân mình có giống vậy không, nếu mình giống vậy á thì mình sẽ nói chuyện lớn hơn rõ rõ chữ để cho cái người đối diện người ta nghe. Mình người ta lừa mình phải đối xử thì sao, ừ mình nói chuyện với người lớn người ta như thế nào, trời ta hài lòng người lớn mình dạy mình phải nghe.
mình nói mình đâu biết gì đâu. Mình phải cần cái sự cứng cự lớn, mình đại biểu thì mình mới nghe. Với lại gương mặt này là gương mặt của năm nè. Của năm 2021. Chấn động. Có không? Còn có gì không Trâm? Đó là lắc đầu. Được mấy rồi? Ủa hiện giờ là nói gì tuổi ta cũng chưa biết luôn. Kim đâu làm gì 16 tuổi? Kim bằng Hoàng Khang hay sao á? Chắc lớn Hoàng Khang 2 tuổi hả? Không, nó nói 16 tuổi, thằng Bảo là 15. Ủa? Thì Kim là 16. Là sao là nhiêu tuổi vậy? 16. Nhỏ hơn út 2 thì bệnh. Cái gì? Nhỏ hơn út 2. 26 là học lớp 10, 11 rồi. Ừ. Tại nó nhỏ con thôi. Tại nó do là nó nhỏ con nó đẹp thôi. Nó không to. Nó 16 tuổi. Nó 11 nè. Đúng rồi, thằng Bảo là 15 tuổi đó. Mà nó lo bán điện thoại không mà nó không lớn á. Kim hả? Hai đứa luôn. Phải. Để nhà ruột ở vùng quê trong ở trong lúc ở trong kinh đó. Nên ăn uống thắt thường. Thắt thường nó cũng không bằng mấy đứa khác. Rồi cho nên hả? Nhìn thấy nó. Cái gì ông Kim 16 tuổi hết rồi. Nhỏ xíu luôn. Đấy. Con nữa ông Kim mới 13, 4 tuổi. Mấy này nên qua bánh nó có tròn lên được miếng nào không mẹ? Thôi thì bây giờ video xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Video nãy giờ quay cũng dài rồi. Thì ngoại dì Tư với lại Dương Chân, Dương Nhí, Công Tiền rồi chào mọi người đi nha. Chào mọi người.